vì sao cần lắp đặt tổ giả bên trong nhà yến? Nuôi chim yến ở Việt Nam là một nghề không quá mới mẻ so với các quốc gia có ngành nuôi yến phát triển như Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Bởi vậy, chúng ta cần học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia có nghề nuôi yến đi trước. Các kỹ thuật nuôi yến phải thường xuyên được cập nhật và áp dụng, cải tiến cho mô hình nhà yến thì mới có thể đạt được hiệu quả cao. Một trong các kỹ thuật đã được áp dụng chính là lắp đặt tổ giả bên trong nhà yến. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận thắc mắc trong việc này. Nhiều người tự hỏi vì sao cần lắp đặt tổ giả bên trong nhà yến, và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Vai trò của tổ giả. Tổ giả dùng bên trong nhà yến là một loại tổ nhân tạo được làm từ nhựa hay nguyên liệu khác. Bên trong có gắn bông gòn mềm chuyên được dùng để lắp đặt trong các nhà yến để dụ chim yến đến ở và làm tổ. Tổng quan thì quy trình chọn nơi ở và làm tổ của chim yến sẽ được chia thành các giai đoạn như sau. Giai đoạn 1. 2 đến 3 ngày đầu chim sẽ đến khảo sát nhà yến, chuẩn bị làm tổ và ở thử trước. Giai đoạn 2. 2 tuần để chim trống hoàn tất tổ sơ khai. Giai đoạn 3. 1 tuần tiếp sau đó chim giao phối và đẻ quả trứng đầu tiên tại đây. Giai đoạn 4. Chim cũng mất 1 tuần thứ 2 để đẻ quả trứng thứ 2. Giai đoạn 5. Mất từ 6 đến 8 tuần để cho chim non trưởng thành và cất cánh bắt đầu bay những chuyến bay đầu đời. Đây cũng là giai đoạn tổ yến được hoàn thiện. Giai đoạn 6. Mất từ 1 đến 2 tuần để chim non tự lập và tự tìm tổ mới cho mình. Với kỹ thuật nuôi yến thì việc thuyết phục và lôi kéo được nhiều chim yến về ở là rất quan trọng. Đặc biệt là việc yến ghé thăm rồi quyết định ở lại nhà yến bị ảnh hưởng rất nhiều ở hai giai đoạn đầu tiên. Tổ sơ khai được hoàn thành càng sớm thì con trống sẽ càng sớm được giao phối với con mái và bắt đầu đẻ trứng. Như vậy, tổ giả sẽ có vai trò rút ngắn giai đoạn hoàn thành tổ sơ khai cho chim yến trống. Chim chỉ cần mất từ 2 ngày để hoàn thành tổ sơ khai. Nó chỉ cần tiết nước bọt và làm một lớp mỏng trong bề mặt của tổ giả thay vì phải làm tổ từ đầu và mất đến 2 tuần để hoàn thiện. Vì sao cần lắp đặt tổ giả bên trong nhà yến? Tuy chi phí để lắp đặt tổ giả cho nhà yến khá cao, nhưng nếu áp dụng đúng kỹ thuật thì hiệu quả nó mang lại cũng rất lớn. Chính vì vai trò rút ngắn khoảng thời gian làm tổ sơ khai cho chim trống từ 2 tuần xuống còn khoảng 2 ngày sẽ kích thích chim giao phối sớm hơn, đẻ trứng sớm hơn. Như vậy, những chiếc tổ giả tuy đơn giản nhưng cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian và thu hút nhiều chim yến mới về làm tổ tại nhà của bạn. Nếu như nhà yến của bạn có thể thuyết phục được chim hoàn tất tổ sơ khai và bắt đầu sinh sản thì tỷ lệ đến hơn 90% là cặp chim này sẽ chọn nhà yến của bạn là nơi ở suốt đời cho mình. Chưa kể sau khi chim non nở ra và trưởng thành, nếu như môi trường thích hợp thì chúng cũng sẽ ở lại làm tổ tại đây rồi bắt đầu quá trình sinh sản tiếp theo. Cứ như vậy, số lượng chim sẽ tăng dần lên theo cấp số nhân. Việc lắp đặt tổ giả lại là yếu tố để gia tăng số lượng yến lên một cách nhanh chóng hơn, thuyết phục những con chim mới trưởng thành ở lại và bắt đầu vòng đời tại đây như chim bố mẹ. Trung bình mật độ lắp tổ giả cho nhà yến vào khoảng 150 tổ cho 100m². Giá bán tổ giả cũng rất đa dạng, tùy theo chất lượng và chủng loại. Nếu mua loại mới thông thường thì giá sẽ dao động ít nhất là khoảng 10.000 đồng một tổ hoặc cao hơn. Còn nếu như bạn đầu tư lắp loại tổ second hand thì sẽ đắt hơn gấp 5 đến 6 lần thông thường. Nghe thì có vẻ rất vô lý khi đồ cũ lại đắt đỏ hơn rất nhiều lần đồ mới, nhưng nếu nuôi yến thì bạn sẽ hiểu. Đặc trưng của yến là loài chỉ ở và cư trú nếu nơi đó có tính bầy đàn, cũng như việc sử dụng loa chim yến để thu hút chúng bằng âm thanh thì một chiếc tổ giả từng được làm tổ sẽ có mùi đặc trưng của yến. Với mùi đặc trưng của đồng loại thì khả năng yến làm tổ tại chiếc tổ giả này cũng cao hơn rất nhiều so với tổ mới hoàn toàn. Đó là lý do vì sao mà tổ cũ lại đắt hơn nhiều lần so với tổ mới là như vậy. Việc lắp đặt tổ giả cho chim yến mới đầu sẽ khá tốn kém, nhưng về lâu dài hiệu quả mà nó mang lại sẽ giúp bạn có nguồn thu đáng kể từ việc thu hút số lượng yến đến đông hơn. Đối với nhà yến mới, các biện pháp gia tăng số lượng cá thể yến đến làm tổ là vô cùng cấp thiết, để sau đó chúng cũng sẽ tự làm những tổ tự nhiên và cho sản lượng tổ yến cao hơn. Dù mới đầu khi làm tổ bên trong tổ giả, khối lượng và độ dày trung bình của mỗi tổ do yến tiết rãi ra làm chỉ bằng khoảng một nửa so với tự nhiên, nhưng sau khi chim đã định cư và đẻ trứng xong, chúng cũng sẽ hoàn tất chiếc tổ sơ khai của mình để dài hơn. Sau khi yến đã làm tổ thì bạn cũng có thể tháo tổ giả ra cho yến tự làm tổ, vẫn thu hút được số lượng cá thể và cũng có được sản lượng tổ qua mỗi mùa.
Với những thông tin hữu ích vừa rồi, hy vọng bạn đã tìm được lời giải cho câu hỏi vì sao cần lắp đặt tổ giả bên trong nhà yến của mình. Hãy áp dụng kỹ thuật này để chim yến đến sinh sống đông đúc hơn, từ đó có sản lượng tổ yến đáng mơ ước nhé.